Và bây giờ ta đã biết là cái vị trí thiên nhiên này nó đang ở phía bên trên nhà luôn anh em ạ. Không biết là những cái người đồng đội đã có thể là giúp thằng này nó lên mái nhà bằng cái kiểu gì nữa. Khá là khó hiểu anh em ạ. Nhưng không sao, bây giờ chúng ta khi mà đã biết được cái vị trí này thì phải tiễn cho thằng này lên bảng số chứ có gì nữa. Vậy là chúng ta chắc chắn là sẽ thắng ở trong trận đấu ấy rồi. Đấy, nào chờ đợi nhá. Chắc chắn là nó sẽ phải nhảy xuống từ bo đang thu mà. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì mình xin chúc cho mọi người khi mà xem cái clip của mình có một ngày mới thiệt là vui vẻ nhé mọi người. Và ok, ở cái video này thì mình sẽ tiếp tục là leo danh ở trên cái chế độ tử chiến nhé các bạn. Và tất nhiên là với cái chế độ này thì các bạn có thể thấy là hiện tại trên màn hình là mình thua 4-2 trận nó mất tiêu rồi. Vì đơn giản là mấy trận đầu ấy thì mình rất là hay kiểu đi chôn mọi người. Mọi người biết mà. Đấy, có bao giờ sẽ súng đầu, toàn tay không bắt giặc thôi nên là mẹ chúng mày, thằng danh con này. Thua là phải. Không, không sao mọi người ạ. Thì trận này mình quyết định là quất thẳng cái khẩu tỷ lệ 40-40 để có thể là chơi nghiêm túc cho mọi người coi này. Bây chúng ta đang dâng lên phía trên để có thể là kiếm lợi, gọi là chiếm được lợi thế trước nha mọi người. Đấy, từ từ nhá. Mình sẽ check thử vào trong căn nhà xem nào. Có không? À tôi nghe tiếng chân này. Thôi xong, khả năng cao trên mái nhà của người. Đấy, em thấy gì chưa? Cầu đạn cho thằng này nốc luôn này. Anh nhìn, mình làm một lần thôi. Mình làm một lần thôi đấy, mọi người thấy gì chưa? Sao? Quá là đơn giản luôn. Ok, vậy là chúng ta đã có được cái mạng hùng đầu tiên rồi. À chưa, cái này mạng này mới là mạng nốc thôi em ạ. Chưa kêu nó. Đây, tôi vẫn thấy một thằng nó nhảy xuống dưới kìa. Trời ơi, còn đằng sau này, trời ơi, định bóc lốp tôi à. Trời ơi, ông còn phải cắp sách, còn đã theo tôi dài dài mới chơi được tôi, hiểu không? À, cơ hội này, cơ hội đi rồi, rồi ôi, mạng thứ ba luôn, mạng thứ tư của tôi đâu rồi? Mau sụp đầu lộ diện cái coi. Đâu rồi, mạng cuối cùng của trong cái ván đấu này của tôi đâu rồi? Đây này, có một thằng đang bò ra này. Mình đang nghe thì chân khá là gần đây rồi. Dựng một kem là cứu nhau à? Nhảy xuống dưới. Nào, sụp bên luôn này. Rồi ôi, thấy gì chưa? Đơn giản, có gì khó đâu, không có việc gì khó. Đấy, vậy là chúng ta đã có được cái bàn thắng đầu tiên trong chế độ tử chiến rồi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục là chơi nghiêm túc tiếp nhá. Đấy, mua sẵn cái những cái quả bom keo và cả trang bị lựu đạn ra đây, những trang bị phải gọi là không thể là mà thiếu được trong chế độ tử chiến chúng ta rồi. Và mình nhớ ấy là đợt trước là ở cái phiên bản ở cái chế độ tử chiến này này là đợt đấy là còn chưa giới hạn bom keo lựu đạn ấy, là mua thao và mua mọi người chơi vui vãi trưởng luôn. Chả bù cho bây giờ gọi là giới hạn hết lại, gọi là bom keo chỉ mua 3 quả này, lựu đạn mua được 2 quả thôi. Gọi là nên là nếu mà các bạn muốn nhiều hơn ấy, các bạn phải là một là lấy kẻ địch, hai là lấy của đồng đội mọi người nhá. Đó, và trong cái lúc sắp xí mọi người thì tự nhiên là bị mấy thằng kia nó bắn rát vãi cả trưởng luôn, nhưng mà tôi vẫn quyết định là không sử dụng trang bị tổn thương cho mọi người. Nào mọi người đâu rồi? Mày chơi anh à? Ra đây sổ. Úi giời ơi, ông bắt chiếc cái thao tác tay tôi cũng ghê đấy. Nhưng mà ông chỉ là gọi là đồ đệ tử tôi thôi, chứ làm sao ăn được sư phụ, hiểu không? Mày ra đây. Đâu. Hai thằng nhá, một thằng núp ở trên mái nhà, một thằng ở sau cái vòng keo, tao thấy mày rồi. Từ từ chúng ta sẽ xử thằng trên mái nhà chứ này. Cầm mày mới mà sao? Nào. Cầm mày. Vãi sạ, vãi trưởng luôn, cả bọn mình mà sao mà vẫn hạ gục được thiên nhiên này luôn, mọi người ảo vãi chày ra luôn đấy. Nào thằng nữa kìa, nào mày quay đây cho cháu ấy. May mà dựng bông keo quả đấy nhanh ấy, câu đại bè. Nào đúng rồi, lên, đúng rồi bạn ơi, tiếp đi. Dân chơi sao sợ mưa rồi, nó nhảy ra kìa, nhảy ra kìa. Trời ơi, ông chỉ có nhảy ra feed mạng cho tôi thôi, chứ ông ăn cái kéo đầu tôi, ông vớ vẩn. Ok, vậy là hiện tại trên bản đồ ta chỉ còn duy nhất thì đi cuối thôi, và mình nghi được khả năng cao là ông ấy đang ở phía trên nhà thì phải, đúng không? Ui giời ơi, định kêu gọi thôi à? Em thấy tốc độ dựng bom keo bàn thờ không? Đấy, mình chơi mobile mà mình có thể dựng bom keo nhanh như thế được. Mà các bạn đã quay tay nó quen rồi, anh em hiểu không? Đấy, nên là gọi là thấy đồng đội nốc phát là chưa gì đã dựng phát ra quá là nhanh, quá nguy hiểm luôn. Ô, mẹ cái thằng này nó vẫn bắn được. Căng. Không để ý cái là thì điền móc vòng ở phía sau, gọi là xử nốt 2 người đồng đội của mình luôn. Cay vẽ đái. Vãi trưởng, ngon. Thế là win rồi. Trận đấu nó quá là easy luôn này em ạ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sang với cả cái ván đấu thứ 3. Đây vẫn chưa phải là cái ván đấu quyết định đâu mọi người ạ. Nếu mà địch ấy mà nó win cái ván đấu này thì đấy là cái ván đấu quyết định. Còn team mình ấy thì chắc chắn là sẽ thắng 2 trận liên tiếp rồi. Không thể nào mà để cái địch nó gọi là thắng trong chế độ tử chiến này được. Để cái địch mà nó thắng trong chế độ tử chiến này tôi nhục gọi là chỉ biết gọi là chúi đầu vào bồn cầu đây các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy lẹ lên phía đằng trên nhá. Lần này thì mình sẽ sắm cho mình cái khẩu súng trường AUG. Nào mày, lo thì cái đầu mày ra. Nó bắt đầu nó chạy rồi các bạn. Công nhận là bọn này khả năng cao là nó cũng đẩy cái tính năng của nhân vật Kelly ấy, nên nó chạy nhanh vãi cả trưởng luôn. Đấy. Các bạn nghe đây câu là những người thành công thường chọn cho mình cái lối đi riêng chưa? Đấy, nên là mình quyết định là đi riêng, không đi chung cả team. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Ba người đội của mình thì đi ở lối hướng bên phía bên trái, còn mình thì chọn hướng bên phía bên phải mọi người ạ.
nào nào, xem có bắt được cái con bò làng nó không. À đây, áo trắng, áo trắng. Nào, cầm bao gọi cắt xong này, anh đi. Vút tầm này, xôi ôi, quá là đẹp luôn, đơn giản đấy. Ê, đâu, đâu, gì thằng, thằng nào bắn đấy. Nào, bắn đây, bắn làm cái gì đấy. Rồi, thằng nào nó vừa bắn mình nhỉ. Tiên sư gì nó. À đây rồi, đây rồi, thấy mày rồi. Chạy thẳng phía trên mà công thằng này thôi chứ cái gì nữa. Thằng này đang sơ hở rồi mọi người ạ. Cơ hội tốt đây rồi, đây rồi, đang ngồi. Đang ngồi chúi đâu rồi, ở trong cái góc này thì ông chỉ có chết thôi, ông sống thì đéo được. Nào, rồi, ra đây. Rồi, ra đây nào bạn ơi. Ra đây nào, à tao thấy mày rồi, tao thấy mày rồi này. Úi dồi, vãi trưởng luôn, mà này tao không ăn được à. Mẹ, cái ông kia kêu nhanh vãi cái trưởng luôn, không để ý cái là chưa gì nó ăn được mạng đấy rồi. Mạng ấy đáng nhẽ là phải thuộc về mình rồi mọi người. Ok, giải cứu đồng đội cái đã. Không lại không cứu đồng đội về sau lại chúng ấy chửi cho mang tiếng ấy em ạ. À đây ơi, cô lạc rồi, ui giời, mảng bảo vệ. Ê, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu phải nắng bạn ơi. Mình ở phía bên này mà sao bạn đi bắn đồng đội của mình. Cô lạc tôi ông đang solo với nhau, ông không để ý tôi là thế nào, ông không tôn trọng tôi à? Không tôn trọng tôi này, tôi vả cho là không trượt phát nào nhá. Ông hiểu không? Ok, vậy là đội bạn bây giờ chỉ còn một duy nhất và thiên cuối thôi đúng không? Đội mình thì bây giờ còn tận 4 thằng lận, số lượng đã gần như là áp đảo luôn rồi mọi người ạ. Mà chưa kể về chất lượng nhá, riêng về số lượng cái thằng này tuổi tôm luôn. Bình thường là các cụ hay có câu đấy là 4 ăn 1 không chột thì cũng què thôi, ông hiểu không? Nên thằng này kể cả nó trốn đi đâu, trốn hàng rời nữa không thể làm sống đâu các bạn ạ. Trừ khi nó chơi theo kiểu đấy là lấy full từ mình. À, đau. Tôi đang bảo là trừ khi thằng này nó chơi theo cái kiểu đấy là lấy full gọi là bình máu của đồng đội, sau đấy là giết bò. Kiểu đấy thì bây giờ không phổ biến nữa rồi, bởi vì bây giờ cái vòng bò của ta nó tăng sát thương nó rất là khỏe luôn, không thể nào chơi được kiểu đấy. Và bây giờ ta đã biết được cái vị trí thanh niên này nó đang ở phía bên trên nhà luôn anh em ạ. Không biết là những cái người đồng đội đã có thể là giúp thằng này nó lên mái nhà bằng cái kiểu gì nữa, khá là khó hiểu anh em ạ. Nhưng không sao, bây giờ ta khi mà đã biết được cái vị trí này thì phải tiễn cho thằng này lên bảng số chứ có gì nữa. Vậy là chúng ta chắc chắn là sẽ thắng ở trong trận đấu ấy rồi. Đấy, nào chờ đợi nhá, chắc chắn là nó sẽ phải nhảy xuống từ bo đang thu mà. Nhảy không? Nhảy các bạn ơi, rồi ôi, cái loại ông nhá, suốt ngày chỉ biết đi núp thôi thì làm sao mà khá được. Mới ra đây solo bắn trực diện với nhau thì may ra mới gọi là cải thiện cái trình độ chứ ông hiểu không? Cứ gọi là núp núp bãi trên nhà đấy, không biết chán à, tôi đến ạ thằng ấy luôn rồi đấy. Ok, tiếp nhá, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là mua những cái trang bị gì kiểu là bom keo đạn. Và như mọi người có thể thấy là hiện tại đây là cái ván đấu quyết định ở trên cái chế độ tử chiến chúng ta rồi. Chỉ cần chúng ta thắng nốt cái trận này nữa này là chúng ta đã có thể là win trong chế độ tử chiến rồi mọi người. Tại sao bọn này mua lắm nấm thế? Dùng 100 MP đã thừa lắm cho cả trận lắm rồi, với ông mua tận 200 MP là cái gì đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ dâng thẳng lên phía đằng trên nào. Người đâu rồi bạn ơi? Bạn chạy đâu rồi? Tôi đang chờ bạn đây này. À, bắt đầu câu lựu lên phía trên rồi. À, lựu đội mình à. Ai à, cắt sọ. Nào. Cắt sọ, ui giời ơi. Địt mẹ mày nó cay vãi rồi. Vãi cả trưởng luôn. Tạch vào đây cày thế nhỉ? Quả ấy, quả là cái tầm ngắm nó dí thẳng vào đầu thằng này rồi. Thế mà nó vẫn chạy được. Mày hay lắm em ạ. Nào ra đây. Mấy ông đừng có cay em ạ tôi chứ. Nào từ các bạn ơi, từ các bạn ơi, mình câu lựu. Ui vãi trưởng luôn ạ. Đội bạn A thằng đâu các bạn chơi kiểu gì đấy? Bình tĩnh các bạn. Ui dồi ôi, các bạn chơi thế này ai mà chơi được. Thôi địch rồi, à đây ơi, địch rồi, địch đây rồi, mày đây, mày bắn đồng đội. À, mày cũng có mang cái mảng bảo vệ Churro à? Tao sợ mày quá cơ, mày nghĩ tao không có à? Ờ, ra đây, nè, bắn đây. Ông bắn đồng đội tôi à, láo này, ok nhá. Tiếp nữa, thanh niên nữa đâu rồi? Một thanh niên cuối cùng trong trận đấu ấy của chúng ta thôi. Bây giờ là 3, ốp 1, không chột cũng quay à, chạy đi đâu khỏi nắng bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thẳng vào trong nhà để check thử trong nhà xem có người hay không nhá. Vắng quá này. Ô, có vẻ như phía trên nhà này không có à, tôi nghi khả năng cao rằng nó chết mái nhà ấy. Check ở cái mái nhà bên cạnh xem nào. Vừa nghe tiếng súng khá là gần mà làm gì có chuyện là thằng ấy chạy nhanh thế được, đúng không? Thằng đi cuối. Thằng cuối nó chạy đâu rồi nhỉ? Đấy, em thấy gì chưa? Tiếng súng khá là gần nhưng mà chúng ta không thể nào mà nhìn thấy được cái vị trí của thằng đi cuối cùng đâu. Mẹ thằng này nó kiểu thoát ẩn thoát hiện này. Không biết là có phải thanh niên tôi gọi là chuyên đi núp ở trên nhà ở phía vừa nãy không? Tôi nghi lắm anh em ạ, nghi đúng là cái thằng đấy luôn đấy. Mẹ cái thằng này suốt ngày đi núp bên này, không có tinh thần đồng đội, không có tinh thần teamwork gì cả. Đấy. Đồng đội của mình có ông để cái tính năng của nhân vật thế là tìm được cái vị trí địch rồi. Nhưng mà không rõ là nó ở chỗ nào nữa, chỉ biết là nó ở trong nhà thôi. Rõ ràng phải kiểm tra từng ngõ ngách rồi. Ui, vãi trưởng luôn. Ông số 3 kìa. Số 3 còn đúng cọng máu kìa. Ui, vẫn chạy được à? Mạnh lớn đấy bạn ạ. Nào, rồi, kia đâu? À, thế rồi. Đúng, chính xác cái thằng vừa đấy nó vừa trốn ở phía trên luôn, trên tầng thượng luôn em ạ. Phải lên gọi sục cho nó nhớ đời em ạ. Cái tội dám trốn à mày đâu rồi? Mày chạy đâu? À, tao thấy mày rồi. Mày thì chạy ở đây à? Rồi ôi ông ơi, ông sống thế quái nào được. Ô ok là chúng ta đã win rồi mọi người ơi. Và nếu như mọi người thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube. Và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.